Đảng ấy biết. Mình nghe bà Nguyễn nói từ nãy giờ mình thấy rất là tâm đắc và rất là hay. Thế nhưng mà hôm nay có một cái tin rất là mới là ở Hoa Kỳ chỉ có một cái số người rất là ít thôi, có chừng 2 triệu người mà có tới 5-6 chính phủ. Và theo thông tin mới nhất là hiện nay đang có một cuộc đảo chính, gọi là cuộc đảo chính lật đổ của một cái chính phủ, gọi là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lưu vong của đây là tin chính xác luôn đấy. Thế cho nên là trước đây thì của Nguyễn Thế Quang, tức là làm tổng thống, tức là có cái nickname là Nguyễn Quang. Thế nhưng mà hôm nay thì mới có một nhân vật mới, coi như là lật đổ, coi như là đảo chính đấy, người ta ghi rõ ràng là đảo chính, và coi như lên nhân vật tổng thống mới đó, tên là Triệu Tuấn đó. Các bạn thấy không, coi như một đất một có một nhúm người ở hải ngoại, coi như có mấy triệu người mà tới 5-6 chính phủ, nào là Đào Tử Quân này, rồi Phan Kỳ Nhông này, rồi cái tổng thống gì mà sống hoang tưởng mà bắt súng bắn bắn gâu gâu nhỉ, là thầy bói á, Chân dân, cái chân anh dân, chân gạt dân. thầy bói tổng thống dần dần. Thế rồi tổng thống Nguyễn Thế Quang bây giờ bị đảo chính, mới bị đảo chính, tổng thống Triệu Tuấn lên 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 làm tổng thống. Thế thì mình hỏi là bây giờ mà Việt Nam mà có đa đảng mà cái kiểu đấy thì hỏi là không biết cái nước Việt Nam này nó loạn xì ngầu đấy, không biết là dân người dân Việt Nam bây giờ làm than đến bao giờ đó. Và trong khi đó thì đất nước Việt Nam người ta đang sung sướng như này đó, yên bình này, cuộc sống này đấy, ở chỗ mình đang đang sống một cuộc sống rất sung sướng đấy. Đấy, nhìn có khác gì Hồng Kông không? Các bạn xem không? Đấy, nhìn đấy, lại để mọi người coi như xem một lần nữa. Đó, không khác gì Hồng Kông đúng không? Đẹp không? Đó, quảng cáo, đây là quảng cáo. Đấy, quảng cáo để cho mọi người thấy, coi như là đèn, ánh đèn, xanh đỏ, rực rỡ, đúng không? Không khác gì Hồng Kông, Đài Loan cả. Thế mà coi như bây giờ chúng nó lại đòi về để làm tổng thống của Việt Nam. Thế thì không biết là bao nhiêu cái đảng phái đó, đa đảng, đa nguyên đa đảng, đa nguyên đa đảng mà kiểu này thì đúng là coi như dân cái đất nước Việt Nam này nó trở thành một cái nồi cháo thật. Là thế cho nên là chúng ta mà mình thì không biết phân tích gì về chính trị chất cứ đâu, mình chỉ biết dùng những cái hình ảnh thực tế thôi đấy, và rõ ràng có hình ảnh và có âm thanh rõ ràng thực tế. Người dân rất là tự do, dân chủ đúng không? Nhưng mà Đấy là tự bữa ấy có một thằng nào nó bảo Việt Nam bây giờ loạn lắm, loạn thế đó. do đây loạn hay không thì mình phải dùng hình ảnh thực tế nhìn thấy rõ ràng, chứ không thì bảo coi như là nói sai. Mình không có hỏa lực mồm, tóm lại là không có hỏa lực mồm, nói bằng hình ảnh và âm thanh thật đó, thấy không? Việt Nam bây giờ loạn thấy không, loa loa đài của nhà bên cạnh này người ta mở hết cỡ thoải mái vô tư đúng không? Chứ nếu mà ở Hoa Kỳ ở các nước khác này mà mở nghe như thế là coi như cảnh sát nữa, nó tới Đến nó rồi đúng bắn không, bỏ cho phát chết mọi rồi đấy. người mà bắn bỏ luôn đúng không? Coi như Việt Nam loạn hay không thì các bạn cứ nhìn bằng hình ảnh thực tế, đây là nhìn bằng hình ảnh thực tế mà, thấy không, đẹp không? À, người dân người ta vẫn đi làm, mà ở đây là bây giờ là đang trời mưa nhé, các bạn nên nhớ là đây là đang trời mưa, thế mà xe cộ này người ta vẫn cứ đi như thế này, mà trên một cái một đây là gọi là vùng sâu vùng xa đấy, chứ không phải là ấy đâu, mà coi như các bạn thấy có đẹp ngang với coi như Hồng Kông không? Mình nhìn thấy những cái đèn xanh đèn đỏ không khác gì ở trên 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 phim Đài Loan Hồng Kông cả đó. Thế cho nên cái cuộc sống của người dân người ta đang như thế này mà cứ bảo Việt Nam bây giờ nó loạn lắm, đấy là điều rất là vô lý và xảo trá. Thế cho nên là bây giờ thì mình không biết phân tích về chính trị lắm, kiến thức thì mình không có, nhưng mà này mình chỉ có những cái cơ hội này, cảm ơn Lưu Ly đã cho mình lên để giới thiệu cái những cái hình ảnh thực tế về Việt Nam, và coi như bằng những cái mà mình nhận thức được và mình thấy được đấy, và coi như những cái tin mới hot nhất đấy thì là mình thông báo mọi người là một cái chính phủ mới, một cái chính phủ
có tổng thống đàng hoàng ở Mỹ vừa mới bị đảo chính đó. Tin này là tin hot luôn. Có xung đột quân sự không? Thì chắc là chỉ xung đột mõm này chính thôi, chứ còn còn quân sự bị súng súng ở đâu ra, chúng nó chỉ mõm này chính thôi. Lưu lưu chứ mà nó mà nổi nổi loạn thế là ở Mỹ thì chắc là coi như là không hiểu nước Mỹ nó sẽ đối xử như thế nào. Mà xét cho cùng mình thấy cũng được cười, có một cái cộng đồng người Việt chỉ có vài triệu người thôi mà tới 5-6 ông tổng thống coi như là lưu vong mà đòi coi như là về Việt Nam để lãnh đạo Việt Nam. Ông thì tâm thần hoang tưởng đấy, ông thì tâm thần hoang tưởng trần dần thế, thậm chí nó... thế thì còn thì các thủ tướng ấy nhìn thì chụp ảnh ấy, Đào Minh Quân rồi coi... Đào Minh Quân này, Nguyễn Quang này, rồi Triệu Tuấn đẹp trai lắm, nhưng mà toàn những thằng coi như là cào phím, coi như là hỏa lực mõm. Nhưng mà tức là Thậm chí đảo là còn đảo đảo chính là dùng hỏa lực mõm thì là cũng có đúng đảo chính rồi, đang bằng không mõm luôn. đảo chính tức là tranh giành quyền lực, có nghĩa là không biết là mình ở bên đây mình không biết là nó có cái quyền lực gì không, chắc là cái chính phủ đấy nó có cái quyền lực hoặc là cái gì với những cái cộng đồng hải ngoại ở đó không. Đây là thật sự là mình cũng rất là thắc mắc, là không hiểu làm sao này có mấy triệu người mà mấy mấy chính phủ mà mỗi chính phủ mày là có một ông tổng thống. Vậy những cái ông tổng thống Cứ chia đó sẻ đi, mọi người chia sẻ rộng ra ra cái trang của mình đó, mọi người cứ chia sẻ rồi. rộng ra cái trang của mình để cho diễn đàn trở nên hấp dẫn và sôi nổi. Hôm nay có rất nhiều vấn đề nói đến chuyện đa đảng Vậy như là vậy thì cú lợi mấy cái kép ông tổng của thống đó không biết là Mỹ. có cái quyền lực gì với cái những cái người cộng đồng ở đó không, ở bên nước Mỹ, chứ còn đối với người Việt Nam thì chắc chắn là không, mà bởi vì là chả có quyền lực gì cả. Hiện nay Việt Nam nó đang đang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Các bạn có thấy đưa vấn đề là như vậy không? Cho nên mà người dân Việt Nam thì đâu có tin mấy ông tổng thống thần kinh như vậy và nó hoang tưởng như vậy, đúng không? Thế thì ở đây mình nên nói chuyện với các bạn là cũng mang cái tính chất là thông báo về cái tin hot như vậy, nhưng mà cũng để coi như là nực cười thay cho như mấy mấy cái ông tổng thống kiểu đấy mà về lãnh đạo Việt Nam thì không biết là đất nước này coi như có lẽ chỉ theo 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 mình nghĩ là chỉ một tuần là coi như cái đất nước Việt Nam này tan tành mây khói. Thế cho nên các bạn cứ tin tưởng vào quan điểm của mình, là mình nhìn thấy cái quan điểm là sự lãnh đạo của Đảng Việt Nam mà chỉ cần là độc đảng thôi là cũng được rồi, cứ độc đảng mà coi như là mang cho Được nhân rồi, dân mình sẽ mời một Vivi lên. Chút nữa xin chú xuống mình sẽ mời Vivi lên nói chuyện. Chuyện đơn giản thì mà. đúng rồi, thì cái đất nước mình bình yên, nhân dân đang sống, mà trên thực tế thì mình nhìn mình quay cho các bạn xem mà rõ ràng cái cảnh rồi, coi như là nhân dân rất là bình yên, cuộc sống người ta rất đang thoải mái, loa nhạc mở hết cỡ, không có ai ngăn cấm, đúng không? Thế mà coi như bây giờ mấy ông ấy về thì chắc là coi như Việt Nam thành nồi cháo heo. À, ý mình nói đến đây cũng là hết. Vâng. Thế thì mình xin lỗi.